Trong tập 44 của Nàng Dâu Thời Nay, hứa hẹn sẽ tạo nên rất nhiều điều bất ngờ dành tặng quý vị khán giả. Với sự xuất hiện đầy ấn tượng của hai gia đình. Hôm nay đến với chương trình Nàng Dâu là chắc chắn là em là người đăng ký đúng không? Đâu có đâu. Em chỉ nhà nấu ăn thôi à. Cái vậy này là ai đăng ký? Chồng dạ, em á. Vì mẹ chưa bao giờ mẹ đứng trước ống kính. Nhưng mà lên đến đây là mẹ lại bình tĩnh, mẹ thấy vui lắm. Những câu hỏi bất ngờ cùng trò chơi vô cùng thú vị từ chương trình. Liệu hai gia đình có vượt qua? Gia đình nào sẽ giành chiến thắng để đi đến cuối chương trình? Sô-cô-la và nhiếm yêu thương. Tất cả sẽ có trong tập 44 Nàng Dâu Thời Nay, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm ngày 3 tháng 11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.